TV đã thay đổi thế giới theo cách không một công nghệ nào trước đó làm được. Lần đầu tiên trong lịch sử, con người có thể nhìn thấy sự kiện diễn ra ở một nơi khác, ngay tại phòng khách của mình. Chính trị bước sang hình ảnh với thời đại, ứng viên tổng thống không cần nói hay mà cần phải lên hình đẹp nữa, biết tạo cảm xúc trước ống kính. Chiến tranh cũng không còn xa lạ, hình ảnh bom đạn từ chiến trường được truyền về khiến cả thế giới có thể được chứng kiến chỉ trong vài phút phát sóng. Văn hóa đại chúng bùng nổ, Hollywood bước vào từng ngôi nhà, biến những diễn viên vô danh trở thành những ngôi sao toàn cầu. Quảng cáo truyền hình tạo ra nền kinh tế hàng tỷ đô, định hình thói quen tiêu dùng của hàng trăm triệu người. Trong gia đình, TV trở thành trung tâm quây quần, nơi mọi người cùng xem tin tức và cùng chia sẻ khoảnh khắc. Trong giáo dục, TV mở ra một lớp học mới, nơi trẻ em vùng xa cũng có thể tiếp cận kiến thức thông qua những bài giảng chiếu trên màn hình. Từ chính trị, chiến tranh, kinh tế, tới văn hóa và cách con người sống mỗi ngày, TV đã biến cả thế giới thành một câu chuyện hoàn toàn khác, nơi mọi người cùng chứng kiến một thứ trong cùng một khoảnh khắc. Nhưng ai là người tạo ra chiếc TV đầu tiên? Khi mà hỏi câu này, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một nhà khoa học tóc bạc, khoác áo trong phòng thí nghiệm hiện đại. Nhưng sự thật lại thú vị hơn gấp trăm lần. Người đặt nền móng cho chiếc TV điện tử, thứ thay đổi văn hóa và cuộc sống toàn nhân loại, không phải là một giáo sư, không phải là tỷ phú công nghệ, mà là một cậu bé nông dân mới 14 tuổi, đang ở trên cánh đồng để mà cày đất. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1920, ở vùng quê Utah, nước Mỹ, có một cậu bé tên là Fino Farnsworth. Đây là một cậu bé nông dân bình thường, sinh ra trong một gia đình nhà nông nghèo. Cuộc sống của cậu bé này xoay quanh việc cày ruộng, dắt bò, sửa những cỗ máy cũ kỹ trong trang trại. Nhưng cậu lại có một niềm đam mê rất khác với những đứa trẻ cùng tuổi. Farnsworth mê điện, mê máy móc và thích mày mò mọi thứ có thể phát ra ánh sáng hay dòng điện. Cậu tự tháo tung radio trong nhà, đọc sách khoa học vào buổi tối và luôn nghĩ về chuyện làm sao để hình ảnh có thể truyền đi xa giống như âm thanh của radio. Rồi một buổi chiều, trong lúc dẫn con ngựa kéo lưỡi cày, Farnsworth quan sát những đường đất thẳng đều đang hiện ra dưới chân mình. Chính từ khoảnh khắc ấy, một ý tưởng đã lóe sáng trong đầu cậu. Nếu hình ảnh cũng được cày theo từng dòng giống như mặt đất, thì liệu người ta có thể chia nhỏ hình ảnh ra, sau đó truyền những đường cày ánh sáng ấy đi qua không khí như sóng radio hay không? Cậu bé 14 tuổi ấy không thể biết rằng ý tưởng ngây thơ và đầy táo bạo đó đã biến thành nền tảng của tất cả những loại TV hiện đại. Suốt nhiều năm, cậu bé này không bỏ cuộc. Cậu học thêm vật lý, học thêm về electron và ống chân không, những thứ phức tạp với trình độ của một học sinh trung học. Mỗi lần có cơ hội, cậu lại trở về ý tưởng cũ, tạo ra một thiết bị có thể quét hình ảnh thành từng dòng rồi bắn chúng đi bằng một tia gì đó. Khi lên tuổi 19, Farnsworth đủ tự tin để dựng một phòng thí nghiệm nhỏ bằng tiền vay mượn. Đó không phải là những phòng hào nhoáng như trong phim, mà chỉ là một căn phòng tối, có vài bộ ống chân không, dây điện trang trịt và những thiết bị cậu tự chế. Cuối cùng vào năm 1927, Farnsworth lúc này 21 tuổi đã làm được điều gần như không tưởng. Cậu tạo ra một hệ thống truyền hình điện tử đầu tiên trên thế giới. Khi thiết bị bật lên, màn hình tối trước mặt bỗng xuất hiện những đường sáng thẳng. Với người thời nay, một đường sáng chẳng có ý nghĩa gì to tát. Nhưng với thế giới lúc ấy, đó là bằng chứng rằng hình ảnh có thể được quét, truyền tải và tái tạo trở lại bằng phương pháp điện tử hoàn toàn. Farnsworth đã hét lên vì sung sướng. Cậu biết mình vừa chạm tay vào một tương lai hoàn toàn mới. Một năm sau, hình ảnh người thật cũng được truyền thành công trong phòng thí nghiệm của cậu. Những người chứng kiến sự kiện đó đã mô tả cảm giác như nhìn thấy phép màu. Không còn đĩa quay cơ khí lạch cạch như những hệ thống thử nghiệm trước đó, Farnsworth đã dùng hoàn toàn electron để tạo ra hình ảnh. Đó chính là nguyên lý của TV hiện đại. Hình ảnh được quét thành hàng ngàn dòng nhỏ và hiển thị bằng các tia electron. Nói cách khác, Farnsworth chính là cha đẻ của truyền hình điện tử. Nhưng cuộc đời không giống trong phim. Khi mà Farnsworth chưa kịp tận hưởng thành quả, một đối thủ khổng lồ đã xuất hiện. Tập đoàn RCA nắm quyền lực lớn nhất trong ngành radio và truyền thông Mỹ. Lãnh đạo của RCA, David Sarnoff, vốn là người rất thận trọng. Ông không muốn chấp nhận rằng một cậu con trai ngoài 20 tuổi từ trang trại lại đi trước công ty của mình trong cuộc đua tạo ra TV. Và tập đoàn này bắt đầu tuyên bố công khai rằng Farnsworth không phải là người sáng tạo ra truyền hình điện tử, rằng ý tưởng của cậu không đủ mới và rằng công ty mới là bên có quyền sở hữu công nghệ này. Những năm sau đó trở thành cuộc chiến pháp lý khốc liệt. Farnsworth, một nhà phát minh trẻ, không có tiền, chỉ có trí tuệ, đứng đối đầu với một tập đoàn truyền thông giàu có bậc nhất của nước Mỹ. Có lúc mọi thứ tưởng như sụp đổ. Tập đoàn kia thuê đội ngũ luật sư hùng hậu tìm mọi cách để phủ nhận phát minh của Farnsworth. Thế nhưng, bằng chứng cuối cùng đã chiến thắng. Farnsworth trình ra một bản vẽ phác thảo mà cậu đã vẽ từ năm 14 tuổi, mô tả chính xác nguyên lý quét hình ảnh bằng điện tử. Bản vẽ ấy trở thành vũ khí quyết định. Tòa tuyên bố
Farnsworth là người đầu tiên phát minh ra hệ thống truyền hình điện tử hoàn chỉnh. Đó là chiến thắng của một thiên tài nông dân trước cả một đế chế công nghệ. Nhưng dù Farnsworth là người sáng tạo ra TV điện tử, TV lại trở nên phổ biến nhờ một nhân vật khác. Đó là Vladimir Goroshkin, kỹ sư người Nga làm việc cho RCA, chính là tập đoàn kia. Vladimir không tạo ra TV từ đầu, nhưng ông chế tạo thiết bị thu hình, thứ giúp TV trở thành sản phẩm thương mại, có thể sản xuất hàng loạt và đưa vào từng gia đình. Vì vậy, lịch sử ghi nhận Farnsworth là người phát minh, nhưng ông lại không phải là người thương mại hóa TV. Sự xuất hiện của chiếc TV đầu tiên đã thay đổi toàn bộ cuộc sống trên thế giới. Từ thập niên 1950, TV trở thành trung tâm của mỗi gia đình. Người ta không còn chỉ nghe tin tức qua radio mà còn có thể nhìn thấy sự kiện như đang ở trước mặt. Chiến tranh, bầu cử, thể thao, giải trí, mọi thứ bước vào phòng khách qua khung hình nhỏ ấy. Các chính trị gia phải học cách lên hình đẹp, các công ty bắt đầu đổ tiền vào quảng cáo TV, còn làng giải trí thì bước sang thời kỳ vàng son. Từ một ý tưởng nảy ra trong lúc cày ruộng, truyền hình đã trở thành cánh cửa mở ra thời đại hình ảnh của nhân loại. Farnsworth, người từng bị xem chỉ là một cậu bé nông dân nghèo, đã để lại dấu ấn vĩnh viễn trên lịch sử công nghệ. Mặc dù không giàu như những tỷ phú công nghệ ngày nay, nhưng điều ông tạo ra đã lan đến từng gia đình, từng thành phố và từng quốc gia. Sau đây là một số sự thật thú vị về TV. TV từng là thứ xa xỉ đến mức ít người dám lại gần. Khi mới ra đời vào thập niên 1930-1950, một chiếc TV có giá trị tương đương 3 đến 5 tháng lương của cả một gia đình trung lưu. Nhiều khu phố chỉ có đúng một nhà sở hữu TV. Trẻ con và hàng xóm tụ tập chen chúc nhau đứng ngoài cửa và xem nhờ, y hệt Việt Nam những năm trước đây. Sự thật thú vị tiếp theo, người đầu tiên xuất hiện trên TV là ai? Năm 1928, trong một buổi thử nghiệm, thì hình ảnh đầu tiên được truyền trọn vẹn không phải là người mà là một con rối có tên là Stooky Bill. Lý do là khuôn mặt bằng sơn và gỗ ăn sáng tốt hơn, dễ hiện lên màn hình hơn da người vào thời điểm đó. Sự thật thú vị kế tiếp, TV từng phát sóng mà không có âm thanh. Nhiều hệ thống thử nghiệm đầu tiên chỉ truyền được hình mà không có tiếng. Người xem phải bật radio bên cạnh để nghe phần âm thanh được phát trên tần số khác. Có nghĩa là muốn xem TV, người ta phải bật hai thiết bị cùng một lúc. Sự thật thú vị kế tiếp, chiếc TV khiến cả thế giới thay đổi chỉ bằng một trận đấu quyền Anh. Trận đấu Jose Luis và Max Smalling năm 1938 được xem là sự kiện đầu tiên chứng kiến sức mạnh của truyền hình. Hàng triệu người Mỹ đã tụ họp quanh TV để xem trực tiếp. Giới truyền thông lúc đó nói rằng nếu radio thống trị thính giác con người thì TV thống trị cả trái tim của họ. Ngày nay thì nhà nào cũng có TV, thậm chí là nhiều chiếc TV, những chiếc TV rất nét, rất mỏng. Và nhiều người không còn nhớ đến cái tên Farnsworth hoặc không còn biết đến tên ông. Nhưng nếu không có khoảnh khắc lóe lên từ cánh đồng năm ấy, có lẽ nhân loại đã bước vào thời đại truyền hình chậm hơn vài chục năm. Thế mới thấy, những phát minh lớn đôi khi bắt đầu từ những nơi bình dị nhất, nơi một cậu bé nhìn vào những đường cày và tưởng tượng rằng hình ảnh cũng có thể đi xa đến như vậy. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.